Ngã ba Thanh Long nằm ngay dưới dốc phía bắc cầu sông Vệ Mới. Ngã ba giao cắt với các tuyến đường dân sinh nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Trên tuyến quốc lộ 1, xe tải, xe khách, xe container từ cầu sông Vệ đổ dốc với tốc độ cao. Người dân từ hai phía đường dân sinh chạy xe nhập vô tuyến quốc lộ 1 rất nguy hiểm. Nhiều người điều khiển phương tiện xe máy khi muốn qua đường phải đứng chờ các xe qua lại khá lâu mới dám chạy qua. Chỗ xung đột chỗ ngã ba từ cái Nghĩa Mỹ đi xuống nhập vào cái đường quốc lộ 1 và cái đường dân sinh từ phía đông đến phía tây cũng nhập vô quốc lộ 1. Và cái đoạn đường này thì cái mật độ dân số dân cư là đông đúc, buôn bán rất là nhiều. Và cái nguyên nhân nữa là cái điều khiển phương tiện thường là điều khiển xe với tốc độ cao, không chú ý quan sát thì nên dẫn ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Thì về cái phát hiện điểm bất cập này thì công an huyện cũng đã có kiến nghị với các cái cấp các ngành để mà tháo gỡ những cái bất cập để mà làm giảm cái bộ cấp tai nạn giao thông trong thời gian qua cũng như những thời gian tiếp theo. Thì với những cái nghị như lập các cái biển báo đi chậm, chú ý quan sát, lập cái gờ giảm tốc trên đường quốc lộ 1 để cho khi tới điểm này thì xe được hạn chế bất tốc độ. Và cái đường dân sinh từ phía đông lên phía tây và nhập vào quốc lộ 1 thì nên nâng đường gần ngon với mặt đường quốc lộ 1 để gõ về cái dốc khi phải tăng tốc để mà nhập vô quốc lộ 1 thì dễ gây ra tai nạn giao thông. Tại ngã ba Thanh Long, hai bên đường người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Dọc hai bên đường rất nhiều bảng hiệu dù che, khiến cho người điều khiển phương tiện giao thông bị khuất tầm nhìn, dẫn đến nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra. Thì đang qua thì công an huyện đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban huyện kế hoạch chỉ đạo các cái xã là trưởng ban đầu giao thông ở xã để mà ra quân là xử lý các trường hợp lấn chiếm. Tuy nhiên có một số hộ thì chấp hành nhưng vẫn còn những hộ lấn chiếm và tới lấn chiếm, khi có lực lượng chức năng thì là dẹp, còn không có thì lại trở lại buôn bán lấn chiếm hành lang, gây mất an toàn giao thông và cản trở cái tầm quan sát của các phương tiện tham gia giao thông. Thì thời gian đến thì công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an xã ban an toàn giao thông có cấp để mà ra quân lập lại cái vỉa hè, làm lề đường để đảm bảo cái thông thoáng để tránh những cái vụ va chạm giao thông đáng tiếc xảy ra. Mặc dù địa phương và các lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền xử lý vi phạm, tuy nhiên những bất cập liên quan đến hạ tầng giao thông cùng với tình trạng dừng đổ xe không đúng nơi quy định trên quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Thanh Long, thị trấn Sông Vệ vẫn diễn ra hàng ngày nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất an toàn giao thông.